Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cường. Giấc mơ World Cup luôn là niềm ấp ủ của biết bao thế hệ những người làm bóng đá Việt Nam. Đó là sự ghi nhận và là niềm tự hào của cả một quốc gia ở sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới. Chúng ta cứ mãi nói về lần đầu, nhưng làm sao để có được lần đầu ấy thì còn là cả một hành trình dài và đầy chông gai ở phía trước. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nhắc đến mục tiêu giàu tham vọng đó bằng sự tự tin nhiều như lúc này. Bóng đá Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc và gặt hái được những thành công vang dội như Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASEAN 18, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng hai kỳ SEA Games liên tiếp 30-31 và rồi có lần đầu tiên lọt đến vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup, đó là năm 2022. Đó cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng cần phải có mục tiêu lớn hơn trong tương lai và giờ đây hành trình cho giấc mơ vĩ đại ấy đang được bắt đầu. Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 36 đội tuyển tham dự, trong đó 26 đội xếp cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA sẽ được vào thẳng. 10 đội còn lại sẽ là những đội tuyển chiến thắng ở vòng loại thứ nhất. 36 đội bóng sẽ được chia thành 9 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội thi đấu lần lượt theo thể thức sân nhà, sân khách từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. Các đội xếp thứ nhất và thứ hai sẽ được đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đồng thời giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027. 18 đội bóng đứng thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng loại thứ ba của Asian Cup 2027 để tranh vé dự vòng chung kết. 18 đội chiến thắng tại vòng loại 2 sẽ được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà sân khách để tính điểm. Hai đội đứng đầu 3 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Các đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ thi đấu tiếp ở vòng 4 hay còn gọi là vòng playoff châu Á. Với việc nằm ở bảng đấu gồm Iraq, Indonesia và Philippines, cơ hội để Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 là khá sáng sủa. Iraq không phải là đối thủ quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, hai đội đã gặp nhau 4 lần, thành tích đối đầu nghiêng về Iraq với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở thời điểm được xem là mạnh nhất, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể gây khó cho Iraq khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng Asian Cup 2019. Khi đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn trước 2-0 nhưng lại để thua ngược với tỷ số 2-3. Điều đó cho thấy đội tuyển Iraq có đẳng cấp thực sự vượt trội so với chúng ta. Không những có chất lượng cầu thủ tốt hơn, đại diện Tây Á cũng đang đạt trạng thái ổn định về mặt lối chơi. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hình thành lối chơi với chiến lý mới dưới thời của huấn luyện viên Philip Chu-xie. Iraq có thể dễ dàng giành ngôi đầu bảng để vượt qua vòng loại 2, đó là điều có thể phần nào dự đoán được từ trước. Vì thế, cuộc chiến giành vị trí nhì bảng trở nên vô cùng khốc liệt. Với Philippines, đội tuyển Việt Nam đã có 7 lần đối đầu, giành 5 chiến thắng và 2 trận thua. Những cầu thủ nhập tịch hoặc gốc Phi hiện tại đều không quá chất lượng, khiến đội bóng này khó có thể cạnh tranh với Việt Nam và Indonesia. Do đó, đối thủ thiết thực hơn với thầy trò ông Chu-xie chính là đội tuyển Indonesia. Dù liên tục thất bại mỗi khi đối đầu với bóng đá Việt Nam trong những năm trở lại đây, nhưng không thể phủ nhận được sự phát triển của đội bóng xứ vạn đảo. Thầy trò viên Shin Tae-yong đang phát triển nhanh chóng nhờ dàn cầu thủ trẻ chất lượng và cùng với đó là kế hoạch nhập tịch ồ ạt khiến Indonesia thật sự là ẩn số tại vòng loại 2 World Cup 2026. Với các đội tuyển còn lại của khu vực, việc giành vé đi tiếp sẽ vô cùng gian nan. Đội tuyển Myanmar rất khó để cạnh tranh với Nhật Bản, đội bóng đang xếp hạng 18 thế giới, hoặc Syria và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đội từng giữ World Cup năm 1966 và 2010. Tương tự, đội tuyển Malaysia cũng rơi vào bảng đấu rất khó với Oman, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa. Ngoài Việt Nam, Thái Lan cũng có cơ hội góp mặt ở vòng loại cuối cùng để tranh tấm vé trực tiếp dự World Cup năm 2002 và 2018. Kinh nghiệm của bầy voi chiến là vốn quý của họ để có thể đối đầu với Trung Quốc, đội cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan cho vị trí nhì bảng. Ở bảng đấu này, tuyển Hàn Quốc sáng cửa đứng đầu bảng bởi trình độ vượt trội, trong khi đó tuyển Singapore dù có tiến bộ nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn với các đội trong bảng. Sau loạt trận giao hữu bộc lộ nhiều vấn đề từ giới hạn đẳng cấp cầu thủ cho đến cách vận hành chiến thuật, ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 sắp khởi tranh, đội tuyển Việt Nam sẽ không còn chỗ cho những thử nghiệm. Điều cần làm lúc này là phải hoàn thiện ngay bộ khung và các cầu thủ cần nhanh chóng thấm nhuần triết lý chơi bóng mới của huấn luyện viên Philip Chu-xie. Qua quá trình thi đấu, ngoài việc áp dụng đấu pháp linh hoạt cho từng trận đấu để đảm bảo kết quả thuận lợi, đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện đội hình và lối chơi để càng đá càng trưởng thành, đáp ứng với độ khó tăng dần. Trải qua 6 trận đấu dưới thời huấn luyện viên Philip Chu-xie, các chiến binh sao vàng mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, tức là khoảng 0,67 bàn mỗi trận, một con số thật sự khiêm tốn. Không những vậy, người hâm mộ còn lo lắng hơn khi 7 chân sút của những chiến binh sao vàng đều chưa thể nổ súng trong giai đoạn đầu của V-League 2023-2024. Tính trên mọi đấu trường, chỉ có Tuấn Hải là người duy nhất có 3 bàn thắng với những pha lập công ở đấu trường AFC Champions League.
Phong độ của Văn Quyết và Tuấn Hải cũng phản ánh phong độ đi xuống của câu lạc bộ Hà Nội giai đoạn này khi chưa thể tìm được huấn luyện viên và lối chơi phù hợp. Còn với Tiến Linh, vai trò của tiền đạo này cũng giảm dần trong lối đá phòng ngự phản công mà huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức xây dựng. Mặc dù Thép Xanh Nam Định đang thăng hoa và đứng đầu bảng V-League mùa giải năm nay, nhưng Văn Toàn vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Những gương mặt trẻ như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn được ra sân khá nhiều so với mặt bằng chung của các cầu thủ trẻ nhưng vẫn chưa thể hiện được gì nhiều. Có thể nói rằng huấn luyện viên Chusie đang sở hữu nhiều họng súng không đạn. Dù đội tuyển Việt Nam chơi kiểm soát bóng nhưng không ghi bàn lại là điểm yếu chí tử. Bên cạnh đó, hàng thủ cũng khiến huấn luyện viên Philippe Chusie đau đầu. Đoàn Văn Hậu bị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân và sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Còn Duy Mạnh gặp tai nạn giao thông nên dự kiến phải nghỉ ngơi trong 2 tuần và không được lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Quý Ngọc Hải vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở 2 trận đấu với Iraq và Philippines. Vì thế, rơi vào bảng đấu này chưa chắc đã dễ với chúng ta khi không có đủ lực lượng mạnh nhất. Nếu vượt qua vòng loại thứ hai thì thử thách cực đại vẫn đang chờ đón huấn luyện viên Chusie ở phía trước cho hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Ngay cả khi châu Á có 8 suất dự World Cup 2026 thì cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cũng không nhiều, bởi theo dự đoán của Biên Cương, 5 vé gần như chắc chắn sẽ thuộc về 5 đội hàng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Ả Rập Xê Út. Việt Nam sẽ cạnh tranh 3,5 vé còn lại với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Iraq, Uzbekistan, Trung Quốc, Oman, Syria, Liban, Bahrain, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Những đội bóng này đều được đánh giá là trên cơ hoặc ngang ngửa với chúng ta. Trên thực tế, World Cup không còn là cụm từ xa vời vợi với bóng đá nước nhà. Trước đây, U20 Việt Nam đã đến với U20 World Cup 2017. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã đến dự World Cup 2023 với biết bao sự tự hào. Và Futsal Việt Nam cũng 2 lần rực sáng ở sân chơi World Cup. Đó là điểm tựa vững chãi để trong tương lai, đội tuyển Việt Nam sẽ hiện thực hóa giấc mơ đó. Chính huấn luyện viên Chusie từng nói rằng World Cup không nằm ngoài tầm của bóng đá Việt Nam. Ông tính toán lứa cầu thủ U23, U20 hiện tại kết hợp cùng một số gương mặt ở đội tuyển quốc gia sẽ là nòng cốt hướng đến mục tiêu dự World Cup 2026 hoặc có thể xa hơn là 2030. Giấc mơ đó sẽ không hề viển vông nếu chúng ta có các chiến lược phù hợp. Bóng đá có sợi dây gắn kết vô hình, không ai thấu hiểu hết được. Bởi vậy, khi Argentina vô địch World Cup 2022, cả biển người ở thủ đô Buenos Aires đổ ra đường, hân hoan mừng chức vô địch của đội nhà. Nó tạo nên khung cảnh kỳ vĩ, nên thơ, tráng lệ mà chỉ bóng đá mới mang lại. Chẳng nói đâu xa, ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng mang đến sự tự hào dân tộc và tạo nên biển người trong ngày trở về của những người hùng. Và cả hàng triệu người dân đều mong chờ một ngày nào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên được sải bước trên thảm cỏ của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup. Dẫu biết rằng đích đến còn rất xa, nhưng chúng ta có quyền hy vọng, tư duy đổi mới, vươn tầm biển lớn và cùng chờ đợi sự thay đổi tích cực của cả một nền bóng đá ở trường mới dưới thời huấn luyện viên Philippe Chusie. Quý vị nghĩ sao về hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam? Hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm theo dõi hoặc đăng ký. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.